hoạt động lần gần đây nhất là 300 năm trước. Được. Đây ta nhìn thấy không ạ? À. Đấy như vậy. Đây là cái câu chuyện liên quan đến con đường Hắc Ám. Vào đêm hôm đó, có một người cha lái xe đưa con trai của mình lên trên đỉnh núi, bởi vì người Nhật có một phong tục rằng là nếu mà đẻ con trai thì đưa con trai của mình lên đỉnh núi để đứa con trai có thể gửi lời lên những cái lời ước nguyện lên những đấng thần linh tối cao nhất trong hệ thống thần đạo Phú Sĩ, và ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì một đỉnh cao như Phú Sĩ đã đặt chân đến, nghĩa là cuộc đời từ nay về sau không có khó khăn gì không thể vượt qua. Và lúc đấy bây giờ nước Nhật nghèo khó sau thời kỳ hậu chiến, không còn một con đường cao tốc đẹp đẽ như chúng ta đi như bây giờ đâu. Đó là con đường đầy ổ gà, ổ trâu, ổ muỗi và tiếng xe va vào đó lọc sọc lọc sọc. Rất là khó chịu. Người cha lại bị bệnh đau đầu kinh niên. Thấy cha đau đầu quá, đứa con trai khi trèo lên trạm số 5, khi mà diện kiến trên ngôi đền thần đạo linh thiêng, mới nói rằng: thưa các đấng thần linh, sau này con lớn lên, con sẽ trở thành một kỹ sư cầu đường, và con sẽ xây dựng cái con đường thẳng tắp cho những cái người lên chinh phục Phú Sĩ, và con sẽ biến con đường này trở thành những khúc nhạc dịu êm. Và đó là câu chuyện của 50 năm về trước. Và thời gian thấm thướt trôi đưa, 50 năm sau cậu bé năm xưa là trở thành một kỹ sư cầu đường, và anh trở thành kỹ sư trưởng của cái công trình dự án quan trọng vào thập niên 90. Lúc bấy giờ nền kinh tế Nhật Bản đã rất là giàu có rồi, người ta muốn xây một con đường cao tốc từ trạm số 1 lên đến trạm số 5 núi Phú Sĩ, con đường cho những người chinh phục núi Phú Sĩ sẽ không còn gian nan nữa. Và vì kỹ sư đó trở thành công trình này, một công trình này rất là khó. Các bác lúc này nhìn thấy cái chụp ảnh ở cái nhà hàng của mình không ạ? Bởi vì mùa đông tuyết nó đè lượng băng tuyết nó khổng lồ, hàng trăm nghìn tấn đổ xuống con đường này, thành ra để làm một kết cấu mà con đường mà chịu được cái lực đó, khi mùa tuyết tan nó vẫn có thể hoạt động được á, thì không dễ dàng gì một chút nào cả. Đây ta phải tính toán rất nhiều thứ và làm việc ngày đêm để mà ra được bản thiết kế con đường độc đáo này.